con gì đấy? À? Ui ếch, ếch. Ui vãi chưởng nó vừa thôi. Ếch ở trong hang chuột. Ui hàng ếch rồi. Ui cuốc cuốc đi. Ui xấu quá. Cuốc đi rồi. Ui. Ui. Nó kiểu được cua nhé. Một cái đấy. Xấu lắm. Ui. Có cua không? Ui. Tôi chọn. Ui đà. Không được. Nào. Xấu lắm. À. Phun, phun. Rồi mà chết ếch nha. Ếch sao mình ăn ngon nữa. Ăn này bác ơi, ăn nước nó đủ. Nó ăn đấy. Ui, không sâu mày đâu. Đầy nước rồi. Có thấy hiện tượng gì nhỉ? Nó lại như kiểu người chết đuối 3 ngày mới nổi ấy. À ừ nhỉ. Không thế nhỉ. Đau tiếp. Hôm trước em có con ếch đấy là em thả xuống bể bơi nó cứ lặn mãi ở dưới. Cái này chắc không sâu lắm. Nước này chắc không sâu lắm đấy. Chắc nó nhảy ra nước nó lặn mất. Lặn mà. Anh thấy đầu nó thò phát nó thụt vào luôn. Đã chưa? Nó thụt vào. Nhanh đã chưa? Đây đây! Đâu nữa! Đấy, thụt rồi. Móc luôn. Đã chưa? Móc luôn ạ. Ui, sổ lắm. Ui. Sổ lắm. Đã tiếp thôi. Mẹ. Ui. Mày ơi. Ui làm líp lô nó rồi. Líp thì việc phải thông vào chứ. Ui đây. Đó. Ui. Ui cứ rộng thế này, cứ rộng. Ui, từ từ. Líp lỗ nó. Ui. Ui. Còn rắn rắn. Rắn nó thịt luôn. Ui đây. Ai nó nhảy ra đây. Mày à bưởi. Tươi. Đập chân nó nhỉ? Không. Anh rửa đi em cầm nó. Em về em còn cầm nó. Bơi em bể bơi thằng em ấy. Đây mày phải cầm vào đây này, không nó đấy mất. Thôi đi. Không anh đào thêm đi chỗ có một con đực nữa. Ếch nó hay là giống với nhau. Con trốn đi. Dậy này. Anh cuốc dính mồm rồi, sứt lên mồm này. Ui một con nữa thật. Mày à bưởi. Ê, không phải đâu mấy con đấy. Vãi chưởng. Thấy chưa? Em bảo là ông bà nội bà ngoại nó tổ chức ở đây hết mà. Vãi chưởng. Theo nó tổ chức ăn đạp dỗ ở đây ấy. Dỗ nó luôn à? Ừ. Vãi chưởng. Bọn này sống chết có nhau đấy. Ây à. Sống thế. À con nữa thật. À vãi chưởng. Ui. Vãi chưởng. Ui. Nói rồi đấy. Lấy cái gì đựng. Lấy cái dây. Buộc. Lấy con dây. Từ. Anh cầm với. Mua tính tiêu. Chẳng có dây mới đâu. Ui dính ổ rồi sao. Ui. Vậy là ếch rắn. Ếch trên sủ đây. Ui. Ếch giờ tao tóm được mấy con đấy. Ui. Từ từ. Con ấn. Ui. Ôi. Lại dính ổ rồi. Ui. Anh mắc xem con nào không? Chỗ con được đôi 30 con nữa đấy. Nó quẩy vãi chưởng. Em cầm cho nó đấy. Này mày cầm con nữa đi. Đây. Đạp chân lên một con, tí nữa anh cầm cho. Đạp chân lên một con. Cầm cẩn thận vào, cầm cả hai tay vào. Ai da. Ui, con này khỏe vãi chưởng. Ui da. Được chưa? Con này nó tổ chức dỗ, ăn dỗ ở đây rồi. Nó ăn dỗ mà, ăn dỗ hoặc là ăn sinh nhật cháu nó. Ui nó còn sầu lắm. Chứ tôi không có gì được nhỉ. À thôi, lớp đây, chiều ra đạp tiếp. Lớp nó lại. Lớp lại. Ui, ta đã bảo mà cầm cẩn thận vào. Ui. Lớp bạn, tí nữa chiều ra đào tiếp. Không đem cái gì. Con này là con khê hay con khổ? Hả? Hay con ếch? Ếch. Lấp lại. Rồi giống con cọng. Chiều ra đào tiếp. Về thịt. Mấy con này đủ bữa này. Hay là mày hãy nướng luôn này đi. Thôi đi về trên giòn, trên sùi. Hả? Đắp bột trên sùi ngon lắm. Bên kia lấy củi nướng luôn. Không. Thằng tí đào tiếp luôn. Không, về. Thế á? Đi. Để làm trên sùi đây. Ừ, tao rửa. Ủa. Sao anh em mình cầm vào nó cứ trương bụng lên nhỉ? Đấy. Đấy. Thả nó ra nó đấy. Bóp. Bóp bể chân nó đi. Không em bóp nó cổ nó rồi. Bể chân nó cũng chạy mất đấy. Hôm nay em phải ăn hết đùi cho anh ăn người. Đi. Ai da. Nó bở rồi. Ui giời. Đào chuột này. Ngay tổ ếch. Nói anh cũng có cái dây nữa phải điện không? Chẳng qua là anh. Anh nhớ. Ơ ai kìa. Sang đi nhờ về luôn. Đi bộ. Cậu em ơi, cậu em ơi. Bỏ cái cốt này trước. Đó. Ây da. Ôi tôi cháu về vơi. Tôi cháu về vơi. Ra. Ừ, cháu về rào thì quá nữa. Cháu cháu về ngờ vơi. Đây. Ây, bẩn anh. Đi. Ngon đấy. Ờ. Anh ơi, anh Dũng cháy xỉn đấy. Anh đang làm gì ấy? Anh... Lại nát đời à? Đâu, anh bắn được con chim, mới nhặt được ổ trứng. Thế đi, đang sẵn có nửa chai rượu ở đây này. Đấy, thế cho bạn. Thôi, mang trứng vào gì, bọc cái trầu à? Bọc đất mà. Cái cụ ngày xưa bảo là bọc đất vào nướng ngon lắm. Không cắt tóc leo của em à? Không phải, anh cắt 2 sao này, một trăng này, đấy, tam giác đằng sau nhé. Con có cả chữ S nhé. Nhìn. Tóc của mày có bà chỏm mọ của anh này, nhìn nhé. Nhìn quả dưa. Đây là Dũng cháy xỉn. Thế mới là Dũng cháy xỉn. Nhìn như bọc cái trâu ấy. Bọc trâu, cái trâu là thế nào các cụ bảo thế bọc cái trâu ăn nó mới ngon. Ôi, ăn cái này ngon. Và anh ăn trứng rồi. Đấy. Cầm, con này tao bắn mãi từ sáng mới được, bắn 3 lần, 4 lần mới được nó này. Con này thì ăn ngon rồi. Nè, đây. Tôi đưa đây con chim về em nấu ếch cho mà ăn. Không ăn ếch, ăn thì đấy canh á. Đổi ếch. Không đổi, thì chim. Đổi cho một con ếch. Không lấy, không. Bắt được cổ ếch. Không ăn ếch. Đấy, ai ăn chim không ăn ếch. Thôi, ngồi đây tí nhậu tí đã. Ngồi đây để nát à? Nát thế nào nhỉ? Mau đây, say xỉn à? Thôi ngồi đây uống với anh chén nhỉ? Đây anh. Thôi. Mày thử hết rượu, con nửa chai mà. Dán nhẹ nhỉ? Bê hề. Nấu đục, quả lắm. Nói chị, tí nữa ra đào lốt mới không kịp. Ừ, mày vào lấy dao thớt đây. Lấy chị, trong nhà ấy. Hôm nay quả này, anh em nói là anh Đỗ và anh em mình có chua luôn. Họ hàng hốc thì nó lắm vách trưởng. Ăn thịt hổ ngon đấy. Thịt hổ $2.000 của anh. Đúng rồi, $2.000 của thịt hổ. Kéo vào đây toàn nhựa. À mày đi kia đi. Đi trong vòng xem có quả đủ nào. Đấy không hại gì đâu. Ui thế nhỉ bảo em trứng đồng. Bây giờ lấy đâu không đủ. À trứng đồng cũng nhiều, trứng đồng cũng nhiều. À đấy, mày cầm đi. Mày có. Em để đấy nhé. Mày chỉ được ăn thôi. Còn việc còn lại thì anh lọc. Ok. Sụp, anh có tội lòng đu đủ. Tội ạ? Mày ăn cái gì mà suốt ngày mày ăn đấy? Xin miếng. Chả to. To thì tao cho nhịn ấy bây giờ. Xin miếng nào. Chả to. Cái gì xanh lẻ đấy? Thịt hổ. Thịt hổ 2.000 một gói. Xin miếng nào. Ăn cao su. Mày chết rồi. Chết mẹ, tao cho muối chứ nhỉ? Ok. Chưa. Có tí cho thêm một tí các bạn như kiểu ốc đưa vàng thì chết. Đó. Mày ra canh tí sôi mày thả ếch vào nhá. Cho chúng mày vào cùng anh Dỗ nhé. Đó. Cho một lò, con này là con ông này. Con bà gù gù lưng này. Con hàng xóm to đấy trưởng này. Ê, con này là con gì? Con cháu à? Không, vẫn to lắm. Chắc con này là con bồ thằng ông này. Úi sổ, mùi to vậy. Mùi to chân trắng ăn ngập mồm. Sôi to lên. Đợi chín được kén. Nóng này, sạch xịn. Sạch xịn. Ôi. Thấy không? Nhìn đấy. Nào. Sao cục cục cái nhỉ? Mình lấy đĩa to hay đĩa nhỏ? Ôi, hỏng ấy thôi. Hỏng cái gì mà hỏng. Đấy, thìa của mày này, múc quá đĩa của mày đi. Ôi. Bỏng quá à? Ngon rồi, ngon rồi, bã quá. Bã gì? Anh nướng nhả, nướng ăn cho à? Ăn nó vô đủ ra nước này. Này. Bao của sư à? Vô đủ ra hết nước, ăn ngon thực kìa. Em nhớ đủ rồi, lấy đĩa này. Cả nước nữa. Quan trọng đến nước. Tao tưởng mày thích ăn đĩa to, lúc nào ăn đòi đĩa to cơ mà. Ui chết chả. Ăn ba kinh. Nắng quá, chuyển vào trong. Chuyển vào trong này anh ơi. Chuyển vào trong. Đây cầm lấy. Ăn cả nhà nhé. Chắc ăn đủ ngon hơn. Được. Bớm. Ngon. Ngọt. Ui. Đủ ngon. Đấy. Rồi. Mày ăn ít thì mày ăn 2 con thôi. Mày ăn 3 con. Ngon. Ếch đu đủ. Đu đủ ếch. Ếch đu đủ. Đu đủ ăn ngon hơn ếch các bạn ạ. Đu đủ ăn ngon đấy. Đu đủ mềm đúng không? Ếch nó ra hết nước rồi. À da. Mời cả nhà nhá. Rồi, rất là phi rồi. Ngon quá. Chả ngon thì không. Nhưng mà hầm này mất hết chất của ếch rồi. Còn đã rồi. Nó mới đủ ngon nhỉ. Nước ngon. Nó càng cực ngọt này. Ủa nước à. À. Ngọt. À, nóng quá. À. Cực ngon các bạn. Hôm nay anh em mình với bổng. Với tất cả họ hàng nó đi ăn Dỗ. Đi ăn Dỗ, ai bảo mày đi ăn Dỗ? Em đi đâu? À, hay là trong điện à? Nó đang có con xinh xinh được chút tao vào đây. Nước à? Nước nó ngọt. Con nào mà xinh xinh thì chúng nó kéo cả đống ở trong đấy. Hay là nó ra động, nó có động gì này? Động thổ à? Động bằng cơ. Động bằng cơ, động gì? Động thổ, à, không phải động thổ mà là nhà thổ. Động chén đi. Không phải nóng đâu. Ăn ngon, ngon lắm. Mời các bạn miếng đu đủ nhé. Tôi đã ảo vào hết các bạn. Cập. Nấu thế này ngon thật nhưng mà cái cái ếch nó lại bã quá, nó lại mất vị ếch quá. Nhưng mà đu đủ lại ngon, nước ngon. Đu đủ anh Ánh ở đầu ngon thật. Đu đủ chua nên ngon. Anh Ánh chua? Đu đủ chua. Người ta chua đấy. Ai được chua? À? Món ếch thì không kem, cứ không kem đu đủ. Đu đủ ngon. Nhưng mà không phải ở của nhà thì chua, của chùa thì ngon à? Của nhà em muốn ngọt. Dạ dày đó nhỉ? Em ăn rồi. Mày khôn đấy. Cứ ăn mình dạ dày. Ngon. Đu đủ đấy ngon. À. Các bạn làm món gì nhiều còn đu đủ gì còn gọi là món ếch hồng đu đủ xác xác nhỉ? Sờ quá. Còn ngon ngọt. Ếch rồi. Từ món món này chỉ được món gì nữa thì ngon nhỉ? Thịt mày. Thịt này nó cũng được. Thịt anh Hôi nấu vào cái này thường. Xong bảo thịt cá hối. 7 ngày không tắm. Mấy ngày không tắm, ngày nào tao chả tắm. Đây là đã hết ngày đâu. Hết ngày đâu, hôm nay rửa đấy. Bẩn đấy nhỉ. Thôi tí tắm. Tí tao ra sâu suối tắm chứ. Này.